Kể từ khi được ra đời và áp dụng lần đầu tại World Cup 2018 trên đất Nga, trợ lý trọng tài băng hình hay viết tắt là trọng tài VAR không những không phục vụ đúng mục đích của nó, đó là giảm bớt tranh cãi không đáng có trong bóng đá, mà ngược lại còn gây ra nhiều tranh cãi không đáng có hơn ở các trận đấu cấp độ câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Trận đấu giữa PSG và Newcastle ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League vừa kết thúc rạng sáng nay chính là một trong số những trận đấu gây tranh cãi như thế. Cụ thể, sau một tình huống mà tổ VAR cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ bên phía Newcastle, cụ thể là hậu vệ cánh Tino Libramento, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền ngay ở trong những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, sau đó đem về bàn thắng quý hơn vàng cho Paris Saint-Germain ở một trận đấu mà đội bóng đến từ kinh đô ánh sáng đã thi đấu dưới sức mình. Cũng chính vì quyết định gây tranh cãi này của tổ VAR mà hàng loạt thuyết âm mưu cùng với đó là cơn thịnh nộ tới từ người hâm mộ bóng đá Anh đã nổi lên trên các trang mạng xã hội trong suốt nhiều giờ qua. Thậm chí, người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù còn cho rằng chủ tịch Nasser Al-Khelaifi, một thành viên của UEFA, đã trực tiếp ra lệnh cho tổ trợ lý trọng tài băng hình trao quả penalty cho đội bóng tới từ thủ đô nước Pháp. Vậy sự việc này diễn ra như thế nào? Các bên bị hại lẫn bị can ở vụ việc này phản ứng ra sao? Người hâm mộ bóng đá Anh cũng như các chuyên gia bóng đá của xứ sở sương mù đã phẫn nộ tới mức như thế nào sau tình huống xử ép đó của tổ trọng tài băng hình VAR? Nhưng quan trọng nhất là hai câu hỏi: trận hòa này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cơ hội đi tiếp của Newcastle United? Và liệu có một âm mưu mờ ám nào phía sau hậu trường Champions League mùa giải hiện tại? Dưới đây sẽ là câu trả lời cho tất cả những thắc mắc kể trên của chúng ta. Ở những phút bù giờ trận đấu trên sân vận động công viên Các Hoàng Tử, Newcastle United là đội đang có được lợi thế dẫn bàn nhờ một lối chơi đầy kỹ thuật, cùng với đó là sự vô duyên tới khó hiểu ở khâu ghi bàn của các cầu thủ tấn công PSG ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng hôm qua. Thế nhưng, chỉ với một quyết định sai lầm của trọng tài mà chiếc chòe đã đánh rơi 3 điểm quan trọng của mình. Cụ thể, trong một tình huống đột phá của PSG, Ousmane Dembele khi đó đột nhập vào vòng cấm thành công. Sau đó, cầu thủ người Pháp thực hiện một pha xử lý khiến bóng văng trúng ngực của Tino Libramento, lúc này đang theo kèm cầu thủ người Pháp. Sau đó, bóng đã trúng ngực vào phần cánh tay của hậu vệ người Anh. Đương nhiên, tổ trợ lý trọng tài băng hình phải can thiệp vào tình huống này sau những khiếu nại của cầu thủ PSG. Dù sau đó, các băng hình chiếu chậm đã chỉ ra việc bóng đập vào người Libramento trước rồi mới vung cánh tay của hậu vệ người Anh, một tình huống mà theo luật bóng đá hiện tại không được tính là một pha bóng chạm tay. Nhưng tổ trợ lý trọng tài băng hình vẫn yêu cầu trọng tài chính của trận đấu, ông Simon Marciniak, thực hiện một pha theo dõi lại trên màn hình của trận đấu. Ngay sau khi trọng tài người Ba Lan theo dõi lại băng hình, không hiểu vì lý do gì mà vị trọng tài này lại quyết định cho PSG được hưởng một quả penalty, một quyết định đã vấp phải quá nhiều sự phản đối của các cầu thủ Newcastle United. Và như chúng ta đã biết, Kylian Mbappe đã không bỏ phí cơ hội quý hơn vàng này trên chấm 11m, qua đó mang về một điểm quý giá cho Paris Saint-Germain ở trận đấu diễn ra trên sân Parc des Princes. Với những người hâm mộ bóng đá Anh, những mối thù địch ở Premier League dù lớn hay là nhỏ đều phải được dẹp qua một bên khi các đội bóng tới từ quốc đảo sương mù thi đấu ở đấu trường châu Âu. Vì vậy, sau khi Newcastle United, một đội bóng đang thi đấu ở Premier League, bị xử ép, đương nhiên các cổ động viên cũng như chuyên gia của bóng đá xứ sở sương mù đã thực hiện hẳn một cuộc tổng tấn công ban tổ chức Champions League, tổ trọng tài, cùng với đó là PSG và giới chủ của gã nhà giàu nước Pháp. Người nổ phát súng đầu tiên của báo chí Anh đó là Chris Rawls. Cụ thể, sau khi trận đấu này kết thúc, nhà báo hiện đang cộng tác với trang tin The Atlantic đã gọi quyết định của trọng tài người Ba Lan ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay là một sự sỉ nhục với bóng đá đẹp. Cụ thể, cái viết này chia sẻ: đây thực sự là một quyết định đáng xấu hổ, một sự sỉ nhục nhắm vào bóng đá, một quyết định có thể sánh ngang với quyết định không thổi việt vị bàn thắng của chính Newcastle ở trận gặp Arsenal ở Premier League, một bàn thắng khiến huấn luyện viên Arteta phải phàn nàn ở phòng họp báo sau đó. Người tiếp theo thể hiện sự phẫn nộ với tổ trợ lý trọng tài băng hình sau trận đấu là huyền thoại của chiếc chòe Alan Shearer. Cụ thể, sau tình huống thổi phạt đền đó, huyền thoại này đã mất bình tĩnh đến mức viết hẳn lên trang Twitter của mình rằng: làm ăn cho đàng hoàng đi, đúng là một lũ nhảm ruồi mà. Jeff Sterling, cựu dẫn chương trình của Sky Sports Soccer Saturday, cũng hưởng ứng Shearer bằng một dòng phản hồi: trọng tài đã phá hỏng trận đấu này AI ạ, quyết định này khiến tôi muốn tắt TV ngay sau đó. Tim Sherwood, một trong những khách mời của chương trình bình luận trước, trong và sau trận đấu của Sky Sports thì khẳng định: không thể nào bóng lại chạm tay cậu ấy trước được. Đây là một quyết định đáng kinh tởm, một quyết định lố bịch tới mức khiến tôi phải khó chịu. Gary Lineker, huyền thoại của đội tuyển Anh, một người nổi tiếng với sự điềm đạm, cũng phải thể hiện sự bất bình với quyết định này của tổ trọng tài. Cụ thể, ông đã viết trên trang Twitter của mình: làm thế quái nào mà tình huống này lại được tính là penalty chứ? Thật là lố bịch hết sức.
Không chỉ có người hâm mộ cũng như các chuyên gia bóng đá Anh cảm thấy bất bình với tình huống bắt penalty của tổ trọng tài trợ lý bằng hình, mà còn cả các cổ động viên bóng đá tới từ Pháp cũng thể hiện sự phẫn nộ. Cụ thể, một cổ động viên đã viết như sau trên trang Twitter của PSG sau trận hòa trước Newcastle: "Từ bao giờ mà bóng chạm vào cơ thể rồi mới chạm tay lại được coi là một tình huống dẫn tới penalty chứ? Ai đó cho tôi xem lại luật được không? Thật đáng hổ thẹn. PSG mà không có bè lũ tham nhũng ở UEFA hay Mbappe hỗ trợ có khi còn tệ hơn cả Lyon ở thời điểm này ấy. Thật đáng hổ thẹn mà." Cũng như mọi quyết định tranh cãi khác ở các trận đấu mùa này, những ý kiến phản đối quyết định trao quả penalty cho PSG thì cũng sẽ có những ý kiến ủng hộ quyết định này của tổ trọng tài trận đấu. Đầu tiên, một cổ động viên Arsenal viết như thế này trên Twitter: "Thế sao lúc bọn tôi gặp bất lợi thì chúng tôi được bảo là chấp nhận quyết định và vượt qua đi? Thế là thế nào? Lũ bình luận viên Sky Sports đúng là chúa gây ồn ào mà." Một cổ động viên người Pháp đã chia sẻ: "Bóng chạm vào tay thì là bóng chạm vào tay chứ có gì khó hiểu chứ? Allie." Kèm theo một lá cờ Pháp ở cuối dòng trả lời. Ngoài những phản đối sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ bóng đá Anh còn đặt ra một giả thuyết, đó là trận đấu này bị bàn tay mờ ám của nhà cái, thậm chí là Nasser Al-Khelaifi, một trong những thành viên của UEFA sắp đặt để đem lại kết quả có lợi cho PSG. Nghe qua thì có vẻ như giả thuyết này là một giả thuyết vô lý, thậm chí có thể được xem là hoang đường, nhất là khi đây là Champions League, một giải đấu có luật lệ cũng như một ban tổ chức cực kỳ gắt trong khâu quản lý. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, chúng ta có thể thấy rằng giả thuyết này cũng không hoàn toàn thiếu cơ sở. Cụ thể, trong một bài viết về nạn cá độ, bán độ cũng như những dàn xếp phía sau hậu trường của các giải đấu hàng đầu châu Âu của mình, cái viết Joe Dusso ở trang tin The Atlantic đã viết như sau: "Các trận đấu bị dàn xếp có thể kết thúc theo những cách nực cười nhất, từ việc các cầu thủ phản lưới nhà một cách ngớ ngẩn cho tới những pha thẻ đỏ gây tranh cãi của các trọng tài. Nhưng cũng có lúc chúng ít lộ liễu hơn thế. Cụ thể, một tay hậu vệ có thể tạo ra một ít khoảng trống cho một cầu thủ đối phương dứt điểm thuận lợi hơn, hay một thủ môn đổ người trễ hơn một chút. Với trận thắng này, đương nhiên Paris Saint-Germain sẽ trở thành đội bóng có lợi nhất khi ở lượt đấu cuối. Họ sẽ chỉ phải gặp một Borussia Dortmund đã nắm chắc suất vào vòng sau khi với 10 điểm có được. Trong khi đó, Newcastle United sẽ phải cố gắng hết sức ở trận đấu cuối gặp Milan để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng sau. Trong trường hợp Paris Saint-Germain có được chiến thắng trước các đại diện đến từ nước Đức, thì dù Newcastle United có cố tới đâu, Trích Trẻ cũng sẽ phải nói lời chia tay với Champions League ở giai đoạn sau của mùa giải." Khi xét tới những điều này, chúng ta mới thấy rằng thuyết âm mưu của các cổ động viên người Anh là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, cũng như mọi thuyết âm mưu trước đây trong bóng đá, những giả định này vẫn chưa thể được xác minh bởi các cơ quan chuyên trách về bóng đá nào. Đương nhiên, trong bóng đá, các quyết định của trọng tài một khi đã được đưa ra thì chắc chắn không thể rút lại. Dù vậy, khi nhìn vào việc Newcastle United bị tước mất một chiến thắng quý hơn vàng như thế ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, chắc chắn người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là các cổ động viên của Premier League, chắc chắn sẽ cảm thấy bất bình với tổ trọng tài trận đấu. Tuy nhiên, vẫn phải nhìn nhận một điều rằng Newcastle United ngây thơ khi chỉ nghĩ đến một trận thắng tối thiểu thay vì kết liễu hoàn toàn đội bóng nước Pháp như họ đã làm ở trận lần đi trên sân St James' Park.